Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Cú Lao trong phần chơi Play Together. Thì lâu rồi mình chưa có dùng cái giọng thật để mình nói chuyện với các bạn ha. Thì ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn một trò chơi có tên là Ma Cá đi, mình tạm gọi như vậy đi. Cái trò này á là do mình tự nghĩ ra và mình dựa vào cái trò ma sói để mà mình chơi cùng các bạn của mình ở trong game Play Together nè. Mình chơi cùng với mấy bạn fan ở trong game Play Together. Thì ở cái trò này nó có những cái nhân vật như sau. Đó là nhân vật thuyền trưởng. Nhân vật thuyền trưởng có năng lực bảo vệ một người chơi an toàn trong đêm. Tuy nhiên chỉ được chọn một hoặc là bản thân của mình. Ma cá. Sáng, ma cá sẽ giả làm thủy thủ trên tàu. Đêm đến nó sẽ chọn ăn cá hoặc để có thêm năng lực, hoặc là nó sẽ ăn người chơi khác. Cái việc ăn cá này thì một lát mình sẽ nói sau. Còn cái việc mà ăn người chơi khác thì nó cũng giống như trò ma sói rồi ha. Ngư dân không có năng lực đặc biệt gì hết. Tuy nhiên nếu như thuyền trưởng chết, nếu như một cái đêm nào đó mà thuyền trưởng lỡ bị ma cá ăn thịt á, thì một người ngư dân sẽ lên làm thuyền trưởng. Và cái người ngư dân này sẽ có được cái năng lực của thuyền trưởng luôn. Hoa tiêu có năng lực thần nhãn phán đoán, cái này là mình đặt tên cho nó thôi mấy bạn. Mấy bạn muốn gọi sao cũng được. Nhưng mà hoa tiêu, năng lực của hoa tiêu là có thể biết ai là ma cá thông qua câu hỏi của quản trò. Có nghĩa là cũng giống như là tiên tri vậy mấy bạn. Thì hoa tiêu sẽ là người chỉ điểm. Nó sẽ chỉ điểm vào cái người mà nó nghi ngờ. Sau đó thì quản trò sẽ trả lời nó là cái người đó có phải là ma cá hay không. Đó. Thì tạm thời cái trò chơi của mình á, do cái nhóm của mình á, thì nó cũng, cái nhóm mấy bạn fan của mình thì cũng ít online thường xuyên lắm mấy bạn. Kiểu là cũng không có nhiều bạn lắm. Cho nên á, là mình tạm thời mình viết ra 4 lớp nhân vật thôi. Đó là thuyền trưởng, ma cá, ngư dân và hoa tiêu. Thực tế thì mình đã có viết ra tới hẳn 9 lát nhân vật cơ. Thực tế thì mình đã chế ra được 9 nhân vật. Nhưng mà đầu tiên thì mình muốn các bạn làm quen với 4 nhân vật này trước thôi. Còn những nhân vật sau á, thì sau khi mà các bạn chơi giỏi lên á, thì lúc đó mình sẽ giới thiệu thêm những cái nhân vật phía sau nữa. Tại vì những cái nhân vật phía sau nó có năng lực rất là khủng luôn. Nó có những cái năng lực rất là siêu khủng khiếp. Cho nên là lúc đó là cần phải có thêm một ma cá nữa thì mới có thể đấu lại với bọn họ. Nếu không thì cái sức mạnh nó sẽ bị cân bằng nữa bạn. Sức mạnh nó sẽ bị mất cân bằng nữa mấy bạn. Thì mình sẽ nói đến cái phần mà ăn cá của ma cá nha. Thì ở đây mình có 3 con cá chép đúng không? Đó, 3 con cá chép đẹp xinh lung linh. Rồi, thì khi mà công đêm đến á, thì ma cá sẽ có quyền lựa chọn nha. Chọn một á là sẽ ăn cá nè, hai á là nó sẽ ăn người. Thì nó ăn người chơi thì như các bạn chơi ma sói các bạn cũng biết rồi đó, nó ăn người nào thì người đó chết thôi. Người đó sẽ được ra cái ghế đằng đây ngồi, đó, ra ngồi hóng chuyện vậy đó. Rồi, còn nếu như mà nó ăn cá thì cái lúc này sẽ ra sao? Khi mà nó ăn cá ở một cái đêm đầu tiên, khi nó ăn cá thì cái con cá đầu tiên nó ăn thì sẽ cho nó một cái năng lực đặc biệt. Đó, mình sẽ nâng cấp cái con nhân vật ma cá của mình lên mấy bạn. Thì mình mới cân bằng sức mạnh để mình đấu lại với những cái năng lực đặc biệt ở trên tàu. Đó, thì ma cá ăn con cá đầu tiên vô, nó sẽ cho con ma cá cái sức mạnh của hoa tiêu. Đó, sức mạnh của hoa tiêu đó là nó có thể có quyền hỏi quản trò coi là cái chức danh của những cái người chơi khác đang ở trong những cái căn phòng này là gì. Đó, ví dụ như hoa cá, ma cá đúng không, ví dụ ma cá ở phòng này và hoa tiêu ở phòng này. Đó, ma cá
có được cái năng lực. Sau khi ăn một con cá rồi thì đêm thứ hai trở đi, ma cá sẽ có quyền hỏi là cái người trong phòng này là họ là chức danh gì đó, thì quản trò sẽ nói cho ma cá biết là cái người ở trong phòng này đó là chức danh của họ là hoa tiêu. Thì sau khi biết được chức danh này là hoa tiêu thì ma cá sẽ có những cái sự lựa chọn riêng cho bản thân mình và những cái nước đi riêng. Mấy bạn thấy thú vị không? Rồi khi mà ăn được cái con cá thứ hai á thì ma cá khi mà ăn được cái con cá thứ hai á thì ma cá sẽ thí dụ như bây giờ nó chọn được một người đi, nhưng mà người đó đang được thuyền trưởng bảo vệ, có nghĩa là bình thường thì nó sẽ không giết được người đó, nhưng mà khi nó đã ăn con cá thứ hai rồi á thì nó vẫn sẽ giết được người đó và người đó vẫn chết nha. Mặc dù đã được bảo vệ nhưng mà vẫn chết. Đó là cái khả năng khi mà nó đã ăn được con cá thứ hai. Cái khả năng mà nó ăn được con cá thứ ba thì đương nhiên là nó sau khi nó ăn trọn ba con cá này thì nó sẽ to lên, đúng không? Theo cái lý thuyết thì nó sẽ to lên. Nó to lớn hơn thì bụng nó sẽ đói nhanh hơn. Bởi vậy nó sẽ cần thêm thịt. Và lúc đó một đêm nó sẽ ăn được hai người. Một đêm nó sẽ ăn được hai người. Đó. Đó là ba cái năng lực sơ khai, ba cái năng lực cơ bản mà mình tạo ra cho nhân vật ma cá. Để cho cái nhân vật ma cá này trở nên khó khó có thể bị hạ gục hơn. Thì game lúc này nó mới vui hơn, đúng không mấy bạn? Rồi, thì đây là những cái nhân vật cơ bản và những năng lực cơ bản. Vậy sao? Về sau thì đương nhiên nếu mà các bạn ủng hộ á thì cái trò chơi này nó sẽ được nâng cấp hơn, và nếu mà có nhiều bạn chơi hơn á thì mình sẽ giới thiệu với mấy bạn cái mấy cái lát nhân vật thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, nó mấy cái nhân vật mà có sức mạnh siêu khủng khiếp á. Và đương nhiên là ở đây mình sẽ cho thêm cá và hai con ma cá lận mà, đúng không? Lúc đó phải có hai con ma cá, và những cái năng lực của con ma cá này nó sẽ được lên một cái tầm cao mới nữa mấy bạn. Nó sẽ được mạnh mẽ hơn nữa, nó sẽ được sống dai hơn nữa. Và biết đâu được nó sẽ có khả năng hồi sinh nữa mấy bạn. Rồi, bây giờ mình đến cái phần tiếp theo, đó là cái phần cách chơi nha mấy bạn. Thì ở đây cách chơi là mình đầu tiên mình là quản trò thì mình sẽ gửi thư. Mình giao tiếp chủ yếu bằng thư nha mấy bạn, đặng cho nó giữ được cái độ bí mật. Cái độ bí mật. Còn nếu không thì mấy bạn có thể sử dụng một cái cách để liên lạc khá là dễ. Đó là nếu mà câu hỏi là đúng á, thì các bạn sẽ nhảy một điệu nhảy. Còn nếu là không như ý mình muốn á, thì các bạn sẽ ngồi xuống. Nó như vậy thì nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ giữ được bí mật nha mấy bạn. Thì ok, thì bây giờ như các bạn đã thấy thì mình đã phân xong cái chức danh cho các bạn. Thì bắt đầu chơi thì mình sẽ kêu mọi người về một cái room, là một cái phòng riêng của mình. Thì sau khi về cái phòng riêng của mình đó, mọi người sẽ có một cái phòng riêng nha. Sau khi vào một cái phòng riêng thì mình sẽ đi kiểm tra từng phòng để xem, mình xem cái tên của mấy bạn đó, đó để mình nhớ được cái phòng mấy bạn đó đã vô. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu, mình sẽ gọi gọi chức danh ra. Thì đầu tiên là mọi người, sau khi mọi người đi ngủ á, là đêm xuống á, thì mình sẽ gọi là ma cá dậy trước. Mình sẽ hỏi là ma cá đêm nay mình có muốn ăn cá hay là ăn người. Đó, mấy bạn chỉ cần di chuyển nhẹ thôi. Như trong clip thì mấy bạn thấy là bạn Vũ đang Tuyền Vũ thì đang đi nhẹ đến vị trí của con cá, thì cái người quản trò thì sẽ hiểu là cái bạn này đang muốn ăn cá chứ không phải là ăn người, đúng không? Thì sau khi chọn xong thì bạn ấy lặng lẽ đi trở về phòng với bạn. À, phong cách rất là sát thủ đúng không? Thì người quản trò lúc này sẽ lấy một con cá ở trong bể ra.
thì cái việc lấy cá ở trong bể ra nó không có ảnh hưởng gì đến tất cả các bạn đang chơi, đúng không? Mấy bạn đừng có nhấn vô cái nút mà sửa nhà nha. Nhấn vô nút sửa nhà là end game luôn á, là kết thúc luôn á. Rồi xong. Bắt đầu mình mới diễn tiếp thêm câu chuyện, mình sẽ kêu thuyền trưởng ra. Thì cu một tuổi đang thủ vai thuyền trưởng, đúng không? Để cho chắc ăn thì mình chép cái thư lại cái đó. Thì bây giờ mình hỏi TT có nghĩa là thuyền trưởng đó mấy bạn. Thì mình hỏi là thuyền trưởng cứu ai, thì mình còn nhắc nhẹ cái nữa là di chỉ nhẹ thôi. Thì ở đây bạn nè, cu một tuổi rất là tinh tế nha, bạn ấy móc cái điện thoại của mình ra và bạn ấy gửi thư cho mình đó. Bạn ấy gửi thư riêng cho mình, thì khi mà gửi thư rồi á thì nó sẽ chắc chắn hơn là mình phán đoán mấy bạn, là cái người quản trò phán đoán đó. Xong rồi mình sẽ kêu ngủ, thì cô một tuổi sẽ đi ngủ, và lúc này mình gọi hoa tiêu ra. Hoa tiêu ở trong này sẽ chạy ra, đó là Mai Lao sẽ thủ vai là hoa tiêu. Thì mình sẽ hỏi là Mai Lao muốn biết ai là cá không đó. Mình chỉ cần di chuyển nhẹ tới cái gần gần cái phòng đó thôi, chứ đừng có lại gần ngay cửa phòng nha mấy bạn. Có hai điều cần lưu ý. Một là không được tiến tới cửa phòng. Hai là không được chat. Bởi vì khi các bạn chat cái khung chat á, thì người bên trong sẽ nhìn thấy cái khung chat và họ sẽ biết ngay ai là ma cá, ai là chức danh gì thì họ sẽ biết ngay. Còn khi mà di chuyển lại gần cái cửa phòng á thì cái cửa nó tự động mở và bên trong sẽ nhìn ra bên ngoài, cái người đó sẽ biết chắc chắn bạn là ma cá hay không. Cho nên là các bạn di chuyển nhẹ thôi đó. Và sau đó là khi mà quản trò đã biết được rồi á thì các bạn, thì quản trò sẽ điều khiển tiếp tục trò chơi, là yêu cầu là như mình thì mình đang không có biết là Mai Lao chọn cái cửa nào đó, cho nên là mình yêu cầu Mai Lao đi lại một lần nữa cho mình xem. Thì lúc này Mai Lao đi lại một lần nữa thì mình đã biết ok rồi đó. Mai Lao đi trước cửa phòng của cô một tuổi á, xong đó bạn ấy cười đó. Đúng rồi, thì lúc đó thì mình sẽ nhắn là người đó, thì bên trong mấy bạn kia là không ai biết là người đó là ai, đúng không? Xong mình sẽ gửi thư riêng cho Mai Lao đó, mình nói là à, cái người đó không phải là mã cá đâu đó. Giờ thì và sau đó thì mình yêu cầu Mai Lao về phòng, nó cũng tự tựa giống như trò ma sói đúng không, thì nó cũng rất rất là dễ chơi phải không mấy bạn. Rồi thì sau khi mình hoa tiêu về phòng rồi thì cánh cửa đóng lại á, cho nên á là mấy bạn sẽ không biết ai là ai nữa đâu. Cho dù có nghe tiếng bước chân thì mấy bạn cũng không có biết bên nào là bên nào đâu. Rồi thì giờ mình yêu cầu là trời sáng rồi, tất cả hãy ra đi. Đó là sau khi ra rồi á đó, thì bây giờ mình đang giải thích cho mấy bạn này hiểu á là ở trong đây vừa mất một con cá, và cái người mà ma cá mà nó ăn á thì như nãy mình giải thích á là nó sẽ có được thêm năng lực. Bởi vậy thì cái người quản trò lúc này sẽ cần hỏi ma cá thêm một câu hỏi nữa, giống như là những cái câu hỏi mà mình hỏi với ma với hoa tiêu vậy mấy bạn. Thì sau khi mình giải thích xong thì bắt đầu là đến cái thời gian mà cho mọi người trên tàu bắt đầu thảo luận để coi ai mới là ma cá. Sau khi mà biểu quyết xong thì mình quản trò sẽ hỏi là cái người bị nhiều phiếu bầu nhất thì có cái lời nào để biện minh không, để có được một cái, có khi cái lời biện minh đó sẽ làm thay đổi những cái suy nghĩ của các bạn còn lại, và các bạn còn lại sẽ bỏ phiếu cho người khác mà không bỏ phiếu cho người đó. Nhưng nếu không còn lời nào để biện minh thì mình sẽ tính là 2-1, có nghĩa là hai phiếu hiện tại đang là hai phiếu bầu cho cua, thế là cua sẽ bị đẩy xuống biển mấy bạn. Cua sẽ bị đẩy xuống biển và bị bỏ lại, đoàn tàu vẫn tiếp tục chạy về cảng mấy bạn. Thì sau khi mà xong hết rồi á, còn hai người, nếu như mà còn hai người mà còn ma cá
và một ngư dân trên tàu á, thì trận này ma cá win chắc rồi mấy bạn. Cho nên á là quản trò sẽ tuyên bố là bên phe ma cá thắng luôn và bên phe con người thua. Sau đó cái khúc vui nhất của cái game này á, của cái mini game này á, là cái khúc kể lại mấy bạn. Cái khúc kể lại những cái chuyện gì xảy ra trong đêm, thì cái khúc kể lại đó rất là vui. Thì đó, đó là cái mini game mà mình nghĩ ra để chơi với các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Và nếu như các bạn thấy thích cái tựa game này thì các bạn đừng ngần ngại, hãy trang trí cho căn nhà của mình và hãy chơi thử nó cùng với bạn bè của mình. Mình nghĩ là các bạn sẽ có thể sáng tạo ra thêm nhiều lực, nhiều cách chơi khác rất là thú vị. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn.